Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Linh Phước. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay lại đầy đủ duyên lành. Lời đầu con xin được chí thành kính dâng, nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài. Cùng về câu hội hôm nay, mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính vấn an sức khỏe thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức, xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Vi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử thân mến, vừa qua con được biết hồi sáng này quý Phật tử đã đảnh lễ 450 lại rồi, phải không quý vị? Và tiếp tục chiều hôm nay chúng ta sẽ lễ lại 50 lại nữa, là nhân kỷ niệm ngày lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý Phật tử trở về đây tham dự khóa tu lễ ngũ bích bát danh, và cũng mong cầu đem lại sự an lành cho chính mình và cho gia đình của mình, và nương theo lời dạy của Đức Phật trong bài Kinh Tăng Chi Bộ. Hôm nay con kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài sống an lành, chết an lành. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta có mặt trên cuộc đời này, mỗi người mang một cái nghiệp khác nhau, cho nên có thân tướng khác nhau, và còn có những cái tập khí nghiệp khác nhau, không ai giống ai. Nhưng chúng ta đều có một cái mẫu số chung, đó là ước nguyện một đời sống an lành, hạnh phúc. Và trong tất cả chúng ta, dù đời hay đạo, tăng hay tục, thì chúng ta đều mong muốn sống được an lành và ngày chết cũng an lành. Có đúng vậy không quý vị? Nếu quý Phật tử muốn sống an lành, chết an lành, thì hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 1 chương 4 pháp. Và Đức Phật dạy rằng có 4 pháp. Nếu quý Phật tử thực hành đầy đủ 4 pháp này thì sống an lành, chết an lành. Thì trước tiên, để đi sâu vào nội dung lời dạy của Đức Phật, con cũng xin kính chúc gửi lời an lành đến với toàn thể quý Phật tử. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ, Nam mô Tiêu Tai Giác Các Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giác Các Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giác Các Tường Bồ Tát. Vừa rồi đã gửi lời chúc an lành đến với quý Phật tử, và giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy. Con xin trích dẫn trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 1 chương 4 pháp. Một thời Thế Tôn ngài ngự ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thành Xá Vệ, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Vào một ngày nọ, trưởng giả Cấp Cô Độc cùng với những người bạn ở trong thành Xá Vệ tìm đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi vào một vị trí thích hợp. Sau đó, trưởng giả Cấp Cô Độc đã đại diện cho các người bạn của mình là những vị trưởng giả giàu có trong thành Xá Vệ
quỳ lên bạch với Đức Phật thưa thỉnh như sau: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người cư sĩ tại gia, sống giữa cõi đời trần tục, còn hưởng thụ những dục lạc của thế gian. Làm thế nào để chúng con có được một đời sống an lành và chết cũng an lành? Và đây cũng là tâm tư nguyện vọng của tất cả chúng ta, mong muốn sống an lành, chết an lành. Có đúng vậy không quý Phật tử? Đúng không quý vị? Thì chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy, không phải chỉ dạy cho trưởng giả cấp cô độc cùng với các vị trưởng giả ở trong thành xá vệ lúc bấy giờ, mà lời dạy này mang giá trị vô cùng thiết thực. Nếu chúng ta biết ứng dụng lời Phật dạy, thực hành bốn pháp sau đây, thì chúng ta sẽ có được một đời sống an lành và khi chết cũng an lành, tái sanh về một cảnh giới an lành nữa quý vị. Bốn pháp đó là gì? Đầy đủ lòng tin là pháp thứ nhất. Thứ hai, đầy đủ giới hạnh. Thứ ba, đầy đủ phước báo. Thứ tư, đầy đủ trí tuệ. Hãy thành tựu bốn pháp đó đầy đủ thì sống an lành, chết cũng an lành. Vậy thì giới pháp thứ nhất, đầy đủ lòng tin. Quý Phật tử có đầy đủ lòng tin chưa? Và lòng tin như thế nào mới được gọi là đầy đủ vậy quý vị? Kính thưa quý Phật tử, có những lúc chúng ta nói tôi tin trời Phật lắm, tin Tam Bảo lắm, đến với đạo Phật trước tiên bằng lòng tin. Nhưng lòng tin của chúng ta phải chân chánh, lòng tin của chúng ta phải đặt đúng đối tượng. Nếu không, ai nói sao tôi tin vậy, ai nói bậy tôi cũng tin theo. Cái đó gọi là mê tín, không phải gọi là chánh tín. Mà lòng tin của chúng ta được gọi là chân chánh, trước tiên quý Phật tử phải đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Quý vị có tin Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo hay không? Có không quý vị? Có phải không? Quý Phật tử vỗ tay, tức là mình có lòng tin đối với Tam Bảo. Thế mà có những vị Phật tử đi đến chùa, sau một thời gian học Phật, nghe Pháp, phát lòng quy y Tam Bảo, chính thức là một người cư sĩ tại gia. Rồi nhiều tháng năm đi đến đạo tràng, cũng tham dự khóa tu giống như quý vị đây. Cái thời gian thấy vắng bóng, không đi chùa nữa, mới hỏi gì chứ: cô ơi, sao lâu quá không thấy cô đi chùa? Thì các vị Phật tử nói: rồi, bỏ tu rồi, tôi giờ không tu hành gì nữa hết. Hỏi sao vậy cô, sao không đi chùa, sao không tu tập nữa? Thì các vị lại trả lời rằng: đi chùa mô Phật từ bi, thử ra đằng sau bếp sân si dãy đầy. Tôi không đi nữa thưa thầy, về nhà đóng cửa từ đầy lo tu. Đi chùa tôi thấy lu bu, não phiền chất đóng, công phu có ích gì. Họ nói vậy đó quý vị. Con nghe xong cái con mới mỉm cười và con nói như thế này: nghe qua cũng cảm được sự tình, nhưng chùa là chỗ chúng sinh ra vào, chùa của bá tánh đồng bào, nhưng do rinh phiền não đem vào nơi đây. Có đúng vậy không quý vị? Chùa của bá tánh đồng bào ai cũng có thể vào được, nhưng do gì khi vào chùa chúng ta không có đầy đủ lòng tin để tiếp cận với ngôi Tam Bảo bằng một niềm tin chân chánh chắc thật, cho nên ra sau bếp cái huynh đệ đồng tu làm cái ganh tị tật đố, lời qua tiếng lại, cái nói đi chùa tôi thấy lu bu não phiền chất đóng thì công phu ít gì, vô chùa thì mô Phật từ bi, thử ra đằng sau bếp thì sân si dãy đầy. Nếu nói vậy tội nghiệp mấy người dưới bếp quá, phải không? Mình đi đến đạo tràng mình tham dự khóa tu, có các vị giờ này ở dưới bếp để chuẩn bị lo cho mình những bữa ăn, vậy mà mình nói ra đằng sau bếp sân si dãy đầy thì cũng có. Nhưng mà các vị đó cũng đã phát tâm tình nguyện vào chùa để công quả, để tạo chút phước lành, và cũng để trợ duyên cho mình, để mình có những bữa ăn khi đi đến đạo tràng thì mình có những bữa ăn ngon, hoặc là
các vị đó đã hỗ trợ cho mình một ngày tu trọn vẹn, thì mình cũng phải trân trọng đón nhận tấm lòng sự phát tâm của các huynh đệ đồng tu. Còn cái chuyện đằng sau bếp hay ở trên chánh điện, nếu chúng ta tu mà không nhẫn nhịn nhu hòa, tu mà không biết nhìn lại bản thân mình để kiểm điểm sửa sai, mà mình nhìn lỗi của người ta nhiều quá, thì không phải đằng sau bếp mới sân si dãy đầy, lên chánh điện có sân si không các vị? Lên chánh điện có không? Có, dành chỗ. Con tổ chức đạo tràng khóa tu đó, thì con thường nói với quý Phật tử như thế này: ai gần Phật, ai xa Phật? Phật nói như sao? Nếu người nào ở bên cạnh hai bên tả hữu của ta đây, mà nếu không y theo lời ta dạy, không y theo chánh pháp hành trì, thì người đó cách xa ta ngàn dặm. Ngược lại, người cách xa ta ngàn dặm mà nếu y pháp tu hành, thì người đó gần ta trong gang tấc. Cho nên lên chánh điện đừng dành chỗ, quý vị ơi. Các vị thường hay dành chỗ ngồi trung tâm trực chỉ, là muốn gần Phật thì ngồi xích gần lên trên để gần Phật, để mình nguyện, mình khấn, mình giái gì Phật nghe. Không cần đâu, quý vị vừa khởi tâm là Phật biết rồi. Cho nên không phải ở dưới bếp mới sân si, mà có khi ở trên chánh điện chúng ta không làm chủ lấy mình cũng sân si. Mà chúng ta đi đến chùa đây, quý Phật tử nên nhớ, bằng niềm tin đối với sự giác ngộ của Phật, Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý, chúng ta tin tưởng vào sự giác ngộ của Phật. Quý Phật tử có tin hay không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một bậc đại giác ngộ hoàn toàn chân lý, là bậc đạo sư sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta đi. Và hôm nay chúng ta có mặt ở nơi đạo tràng, ngồi đây tự xưng mình là Phật tử, tin chắc rằng quý Phật tử đã đủ lòng tin nơi Đức Phật. Có đúng vậy không quý vị? Nhưng hỏi lại, nếu quý Phật tử đã đủ lòng tin đối với Đức Phật, vào sự giác ngộ của Phật, vậy thì quý Phật tử có đủ lòng tin đối với chánh pháp hay không? Có không quý vị? Có. Giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật là phương pháp để giúp cho chúng ta chuyển hóa những phiền não khổ đau, để xây dựng một đời sống an lành và hạnh phúc. Cho nên biểu hiện của lòng tin đối với Đức Phật đây là thừa hành theo lời di huấn của Đức Thế Tôn. Biểu hiện của lòng tin đối với chánh pháp đó là y pháp tu hành, mà chúng ta thường gọi là y giáo phụng hành, chứ không phải y giáo để dành. Nhớ nghe quý Phật tử, y theo lời Phật dạy, y theo chánh pháp mà thực hành, thì đó là biểu hiện của lòng tin. Và biểu hiện của lòng tin đối với tăng, tăng ở đây tiếng Phạn gọi là Sangha, phiên âm là tăng già, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, thanh tịnh chúng. Một đoàn thể xuất gia từ 4 vị trở lên, 4 vị tỳ kheo, 4 vị tỳ kheo ni trở lên mới gọi là tăng. Và cùng sống chung với nhau trong tinh thần thanh tịnh và hòa hợp, ta phải đủ lòng tin đối với tăng đoàn đệ tử của Phật, để có được một cơ duyên gần gũi những bậc thiện tri thức, những bậc thầy lành hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu học chánh pháp, được không quý vị? Vì kính thưa quý Phật tử, Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi, giáo pháp của Ngài còn được truyền bá rộng rãi tới ngày hôm nay mà ta có đủ duyên, ta được nghe, được học. Đó là do nhờ tăng tăng thừa kế, tổ tổ tương truyền, cho nên chánh pháp mới được truyền bá rộng rãi mấy nghìn năm lịch sử trôi qua. Và chúng ta tin tưởng rằng chánh pháp mãi trường tồn ở trên thế gian này nhờ các vị sứ giả của Như Lai là hàng đệ tử của Phật thay Phật hoàn truyền chánh pháp. Cho nên hôm nay chúng ta phải phát khởi lòng tin đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, vì Tam Bảo là hải đảo bình yên, là con thuyền để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái biển sinh tử luân hồi này. Cho nên nói thiên thượng thiên hạ Tam Bảo vi tôn, thế xuất thế gian Tam Bảo vi tối. Trên trời
dưới đất, tam bảo là tối tôn. Thế gian, xuất thế gian, tam bảo là tối thắng. Mà con thường nói rằng, hoang mang giữa quãng đêm trường, nhờ đèn tam bảo soi đường chúng sinh. Mênh mông bể khổ linh đinh, nhờ thuyền tam bảo chúng sinh thoát nạn. Có phải vậy không quý Phật tử? Hôm nay chúng ta có đầy đủ thắng duyên tiếp cận ngôi tam bảo ở tại thế gian, dù Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên quý Phật tử đầy đủ lòng tin đối với Phật là thừa hành theo lời Phật dạy đó quý vị ơi. Và chúng ta đầy đủ lòng tin đối với chánh pháp là nghe học chánh pháp, hiểu biết đúng đắn và thực hành đúng theo chánh pháp để đời sống hiện tại ta an vui hạnh phúc, và chúng ta cũng gieo trồng cái chánh nhân giải thoát ở tương lai. Giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đó được tóm tắt qua ba điều căn bản sau đây mà ta cần phải thực hành. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay. Hãy thực hành theo đây được không thưa quý Phật tử? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Một bài kệ bốn câu đó là căn bản đại ý của Phật pháp. Mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta ba điều thôi, quý vị nhớ mà thực hành. Dứt các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý của mình thanh tịnh. Đây là lời dạy của mười phương ba đời chư Phật. Biểu hiện của lòng tin đối với chánh pháp là thực hành theo đây. Mọi hoàn cảnh ta không làm những điều bất thiện, dầu khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành, và gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay và mãi mãi ngàn sau. Điều dạy như thế, xin quý Phật tử hãy thực hành theo chánh pháp. Đó là biểu hiện của lòng tin, được không quý vị? Và quý Phật tử có biết không, chúng ta ngày nay biết được Phật, nghe được pháp là nhờ chư Tăng. Do đó chúng ta một lòng tôn trọng cung kính đối với Tăng già, một đoàn thể xuất gia đệ tử của Phật, sống với tinh thần thanh tịnh, hòa hợp, hoằng pháp lợi sinh. Và biểu hiện của lòng tin đó là thường xuyên thân cận các bậc thầy lành để lắng lòng nghe học Phật pháp, và phải có lòng tôn trọng cung kính đối với Tăng. Cho nên khi về chùa, con kính tặng quý vị một bài thơ để quý vị thực hành theo ý nghĩa này, thì chúng ta vừa tạo cho mình có được công đức phước đức, mà quý vị còn bắt nối nhịp cầu tiếp cận với tam bảo để nương tựa vào ngôi nhà tam bảo, nương tựa vào thuyền tam bảo đó, nương tựa vào hải đảo bình yên ấy, để giúp cho chúng ta kiến tạo một đời sống an vui và hạnh phúc. Bài thơ về chùa xin kính trao tặng quý Phật tử như sau. Về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp khuyên răn của thầy. Nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai gắng giữ phước dày mai sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi. Nói năng dáng đứng cách đi, sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay góp sức chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì, già lam hưng thạnh phước gì lớn hơn. Phải không quý vị? Đi đến chùa ta phải kính Phật, phải trọng tăng quý vị ơi. Và hãy lắng nghe lời pháp khuyên răn của thầy. Nghĩa ân giống như một bát nước đầy vậy đó. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy. Vậy thì khuyên ai gắng giữ phước dày mai sau? Mình là những người con Phật thanh cao, bước vào chùa phải lễ phép, phải cung kính đối với chư Tăng, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi. Nói năng dáng đứng và cách đi, sao cho điềm đạm oai nghi phải chỉnh tề. Vì chùa là nơi tổ ấm ta về, chung tay góp sức chẳng nề hà chi. Có người công phu vừa công quả,
thực hiện tinh thần hộ trì tam bảo thì già lam hưng thạnh, phước nào lớn hơn cái phước này quý vị? Hãy gần gũi ngôi tam bảo bằng tất cả một cái niềm chí thành, chí kính, tin tưởng vào sự giác ngộ của Phật, tin tưởng vào giáo pháp của Phật là con đường giải thoát an vui, tin tưởng vào tăng đoàn đệ tử của Phật là những bậc xuất gia tu hành chân chánh, hướng dẫn chúng ta trên con đường thánh đạo. Nếu quý Phật tử đã đầy đủ lòng tin như vậy thì con xin thưa rằng quý Phật tử nương tựa vào ngôi tam bảo, gần gũi tam bảo, gần gũi chùa chiền, gần gũi chư tôn đức tăng ni, hằng ngày được nghe, được học chánh pháp, y pháp tu hành thì niềm vui luôn có mặt, hạnh phúc luôn đón chào, sống an lành, chết cũng an lành đó quý Phật tử ơi. Hãy đầy đủ lòng tin đối với tam bảo, và đặc biệt quý Phật tử phải tin hiểu đúng đắn về nhân, về quả, về nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân quả quý vị ơi. Không ai có quyền năng ban phước cho ta đâu, và cũng không ai có quyền năng đem đến những xui rủi bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Những gì ta gặt hái hôm nay đó là kết quả do quá khứ ta đã từng gieo nhân. Những gì ta gieo tạo hôm nay thì chính chúng ta cũng là người gặt hái kết quả ở mai sau. Cho nên Đức Phật dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, hãy nhìn xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị ơi. Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì ta gieo tạo. Bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả đó, phàm làm việc gì ta hãy dè dặt từ cái nhân. Khi chúng ta xét thấy cái nhân mình sắp thực hiện, sắp nói, sắp làm đây mà nó làm tổn hại mình và người trong hiện tại và cả tương lai, đó là cái nhân xấu ác, dừng lại liền, đừng tạo tác quý vị ơi. Rồi khi chúng ta vừa khởi lên một ý nghĩ muốn làm một việc gì đó mà chúng ta tư duy quán thấy hành động lời nói mà chúng ta sắp thực hiện đây nó đem lại hạnh phúc an vui lợi ích cho mình, cho người, hoặc có tổn hại mình mà lợi người thì đó cũng là điều thiện, điều lành. Chúng ta dù khó khăn cũng phát triển những hạnh lành, gieo trồng cái nhân nào ta sẽ gặt hái quả báo đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không có cái đạo lý ta gieo một hạt giống đắng mà ngồi đó cầu xin cho trổ ra trái ngọt, không bao giờ có được. Không có cái đạo lý khi ta đã gieo một hạt giống ngọt mà nó sanh ra trái đắng bao giờ. Cho nên quý Phật tử hãy dè dặt trong lúc chúng ta gieo trồng cái nhân, hãy gieo cái nhân tốt lành và đừng bao giờ tạo tác những cái nhân xấu ác, được không quý vị? Bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả như vậy thì chúng ta tự biết dừng lại, không tạo nhân xấu ác, tích cực phát triển những hạnh lành. Và đó chính là điều kiện, yếu tố để giúp cho chúng ta ngày an lành, đêm an lành, sống an lành mà chết cũng an lành. Vì ta gieo trồng cái nhân tốt lành sẽ có cái quả tốt lành. Hiểu được điều này rồi thì Đức Phật dạy cái pháp thứ nhất để đem lại một đời sống an lành, chết an lành, đó là niềm tin nhân quả. Phải đầy đủ niềm tin đối với đạo lý nhân quả. Có nhiều vị Phật tử phát tâm đi chùa ăn chay niệm Phật tạo phước cái bản thân mình, trải qua một cơn bạo bệnh, cái mất đi niềm tin và nói như thế này: Phật không linh chút nào hết trơn, sao mà tôi ăn chay tu hiền mà sao mà tôi bị bệnh hoạn hoài. Còn tôi thấy cái bà Tám ở xóm tôi đó, có biết đi chùa là gì đâu, có biết ăn chay ngày nào đâu, mà hằng ngày làm những điều xấu ác hung dữ, mà tại sao bà mạnh khỏe, còn tôi ăn chay niệm Phật đi chùa làm lành lánh dữ, mà tại sao tôi gặp cái quả gì nó không có tương ưng với cái nhân tôi làm. Vì chúng ta chỉ nhìn thấy nhân quả có một chiều, nhưng nhân quả đâu phải một chiều, đâu phải một đời, mà nhân quả nó thông cả ba đời luôn quý vị.
Cái nhân hiện tại ta gieo tốt lành mà sở dĩ nó chưa trổ thành cái quả tốt lành là bởi vì cái nhân, từ nhân đến quả nó cũng phải trải qua thời gian. Giống như mình gieo giống lúa vậy đó, mình mới gieo giống hôm qua, bữa nay mình đòi gặt hái được không quý vị? Mà phải 3 tháng, 2 tháng rưỡi quý vị ơi. Đó là nói trồng cái giống lúa nha. Còn trồng xoài, trồng mít thì không phải 3 tháng mà ngồi đó mà cầu cho có được đâu, mà ít nhất cũng phải dài năm, 3 năm, 4 năm thì mình mới gặt hái kết quả. Thì từ nhân đến quả có khi phải trải qua thời gian. Nhưng vì chúng ta chỉ nhìn cái nhân hiện đời mà cái quả nó không tương ưng, cái chúng ta không đầy đủ lòng tin nói tôi tu Phật mà Phật không có linh, không độ cho tôi. Thì con xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện vào thời nhà Tống ở Trung Quốc. Chắc chắn quý Phật tử đã từng xem bộ phim nổi tiếng, đó là bộ phim Bao Thanh Thiên, phải không quý vị? Kể lại câu chuyện của Bao Công ngày xưa vào đời nhà Tống là một vị quan rất là thanh liêm chánh trực. Có một hôm nọ thì được sự giao phó của nhà vua, Bao đại nhân đã đi khắp nơi trong nước, gọi là đi kinh lý, để đi vòng quanh các tỉnh ở trong nước để xem đời sống của nhân dân bá tánh như thế nào, rồi về trình tấu lại cho nhà vua. Thì trong khoảng thời gian được cái lệnh truyền của nhà vua đi khắp nơi trong nước, đi đến một cái vùng quê nọ, thấy người ta xúm xích quanh một cái xác chết, mà cái xác này mới vừa bị sét đánh chết. Mình nói theo thế gian là trời đánh đó quý Phật tử ơi, trời mưa giông gió sét nó đánh cái ông này, đánh mà vào trúng vào người ông, sét chạm vào người ông mà nó cháy đen thui luôn, giống như cái cột nhà cháy vậy đó. Mà người ta dây quanh ông ta và người ta than thở và trách móc như thế này: trời không linh, Phật không linh, cái ông này sao mà ổng hiền đức quá chừng luôn. Ổng có bao nhiêu tiền của thì ổng đem bố thí, ổng xây chùa, xây được một cái chùa, rồi nương vào ngôi chùa đó mà tuổi già được sống ở trong chùa. Có bao nhiêu tiền của đất đai ruộng vườn gì đó, tiền bạc bán bố thí cúng dường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vậy mà tại sao cái nhân ông gieo tốt lành như vậy mà trời đánh, trời không đánh những người hỗn ẩu với cha mẹ, bất hiếu ngỗ nghịch, còn ông này không hiền đức quá mà sao trời đánh ổng? Trời không có linh, Phật không có thiên. Người ta trách móc như vậy, người ta dây quanh cái xác của ông ta mà tiếc nuối vô cùng. Bao đại nhân mới bước xuống kiệu và đến gần thì thấy xác của một người chết, và nghe đồn là ông này cũng hiền đức dữ lắm. Bao đại nhân nghe người ta kể lại những việc làm của ông ta lợi ích cho nhân quần xã hội thì cũng rất là ngưỡng mộ, mà thấy cái xác ông nằm vậy, thiệt người ta nói đúng, Phật không có linh chút nào. Người gieo cái nhân tốt lành mà sao chịu cái quả báo cuối đời là bị sét đánh chết. Do đó mà Bao đại nhân mới sai quân lính cũng như mượn người dân ở đó chôn cái xác của cái ông viên ngoại này. Và trước khi đem đi chôn thì Bao đại nhân còn vạch bàn tay của ông viên ngoại, viết ba chữ Phật không linh, viết vậy nha, Phật không linh. Tại vì ông này ông tu Phật mà, ông tu theo Phật giáo, ông xây chùa, ông bán nhà bán đất, ông xây dựng ngôi chùa, ông làm biết bao nhiêu chuyện công ích từ thiện xã hội, Phật không linh chút nào. Rồi mới đem chôn xác đó. Cái một năm sau đi vòng quanh trong nước xong rồi, Bao đại nhân mới trở về nơi kinh thành, trình bạch lên nhà vua những điều mắt thấy tai nghe của mình trong suốt thời gian một năm qua. Thì trong khi Bao đại nhân trình lên nhà vua kể lể mọi chuyện, và có kể câu chuyện của ông viên ngoại này nè, ông ăn ở hiền đức mà sao mà ông bị trời đánh. Rồi đang kể những câu chuyện mắt thấy tai nghe như vậy thì có người đến cấp báo, cấp báo nơi hậu cung hoàng hậu sanh thái tử gần một tháng trời, mà từ ngày sanh ra cái vị hoàng tử này khóc miết à, khóc ban đêm cũng khóc, ban ngày cũng khóc, không chịu bú sữa mà cứ khóc không làm, làm cho hoàng hậu và những người nhũ mẫu mà nuôi cũng phải phiền lòng.
Giờ này hoàng hậu đang bực bội là bởi vì ngự y đến mà cũng không biết tìm ra căn bệnh của hoàng thái tử là bệnh gì, mà tại sao mà cứ khóc hoài, khóc miết luôn, khóc thất thanh, khóc mà không dỗ được. Lúc đó nhà vua mới quay lại nói: Bao Khanh, Khanh hãy cùng trẫm vào coi hoàng tử bị cái gì mà khóc hoài vậy. Ngự y cũng phải bó tay. Cái Bao đại nhân biết theo nhà vua đi đến chỗ phòng của hoàng tử. Vừa đi gần đến còn nghe tiếng khóc thất thanh của hoàng tử. Vậy mà khi nhà vua và Bao đại nhân bước vào thì hoàng tử vừa thấy Bao đại nhân mở mắt ra, vừa nhìn thấy con mắt chớp 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 vậy, cái nở nụ cười, không khóc nữa, nín khóc nghe quý vị. Nhà vua mới quay lại nói: Này Bao Khanh, lạ lùng chưa, hoàng tử vừa thấy Khanh vào là nhìn Khanh chớp mắt và mỉm miệng cười kìa, đâu Khanh bước lại coi. Thì Bao đại nhân xin phép nhà vua bước đến ngay chỗ của hoàng tử và thấy hai tay của hoàng tử cứ đưa lên vậy nè, cứ lắc lắc đưa lên vậy. Cái Bao đại nhân mới xin phép bệ hạ cho thần đây đến mở cái bàn tay của thái tử, hoàng thái tử sao mà cứ lắc lắc đưa lên vậy. Thì nhà vua cho phép, Bao đại nhân bước đến mới dở lòng bàn tay của hoàng tử ra, thấy ba chữ Phật Không Linh trong đó. Lúc này Bao đại nhân nói: Ô kìa, bệ hạ ơi, ba chữ Phật Không Linh là ba chữ này thần đã viết vào tay của Viên Ngoại trước khi đem xác của Viên Ngoại chôn, nhưng mà không phải Phật Không Linh mà Phật Có Linh, phải không quý vị? Viên Ngoại biết tu phước, bây giờ Viên Ngoại tái sanh trở lại làm hoàng thái tử rồi đó, nhân quả rất là công bằng. Nhưng mà tại sao hiện đời Viên Ngoại lại chết thê thảm, bị sét đánh chết? Chắc chắn là do cái nhân đời trước mà bây giờ lúc đó nó đã trổ thành quả, Viên Ngoại phải trả cái quả báo do cái nhân đời trước của mình. Còn cái nhân hiện tại tốt lành nó đã trổ thành quả, tái sanh trở lại làm hoàng thái tử, không bao lâu sẽ lên ngôi cai trị trăm họ, sẽ làm vua, được cái phước báo làm vua đó quý vị ơi. Vậy là có linh không? Nhân quả có công bằng hay không quý vị? Xin thưa quý Phật tử, nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy lý cao sâu, gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng chẳng có thiên vị ai đâu. Hãy hiểu, tin hiểu đúng đắn về nhân về quả để tự mình làm chủ cuộc đời mình, gieo trồng cái nhân tốt lành để mình hưởng cái quả tốt lành, được không quý vị? Đó là cái pháp thứ nhất đem lại cho chúng ta một đời sống an lành, chết an lành bằng niềm tin nhân quả, đầy đủ lòng tin đối với đạo lý nhân quả. Pháp thứ hai là phải đầy đủ giới hạnh. Phật dạy rằng Như Lai không phải là thần linh thượng đế, Như Lai không có quyền năng ban tặng phước báo cho ai, mà Như Lai chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho chúng sanh, chỉ cho chúng ta phương cách kiến tạo hạnh phúc, an vui, phước báo cho chính mình bằng cách nào. Người cư sĩ tại gia chỉ cần giữ gìn năm giới, đầy đủ về mặt giới hạnh ở đây có nghĩa là giữ gìn năm giới là quý vị đã sống tốt đời, đẹp đạo, sống an vui, hạnh phúc giữa đời thường. Và giữ năm giới là giữ được cái thân người đời sau không bị mất, chứ thân người khó được nhưng rất dễ mất quý huynh đệ ơi. Còn ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì dễ rơi vào nhưng lại rất khó thoát ra. Vì vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thực hành theo lời Phật dạy, một người Phật tử tại gia thọ trì năm giới, giữ gìn năm giới trọn vẹn đầy đủ, không để cho khuyết phạm, được không quý vị? Từ đây cho đến trọn đời con xin giữ gìn cái giới thứ nhất, không tổn hại chúng sinh. Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay, cựa động, vi tế, côn trùng, phàm loài nào có mạng sống ta không được tự tay giết,
không được dùng miệng của mình để xúi bảo ai đó giết. Khi thấy ai đó giết hại chúng sanh không phát khởi cái tâm vui theo cái việc sát sanh đó, có nghĩa là nhược tự sát, nhược giáo tha sát, nhược kiến sát tùy hỷ. Nếu tự mình giết, nếu mình bảo dùng cái miệng của mình để xúi bảo ai đó giết, hoặc là thấy người ta giết mà sanh tâm vui theo, thì nó đều tổn hoại công đức phước lành của mình, và người đó tổn hoại lòng từ bi. Và khi mình gieo cái nhân giết hại chúng sinh sẽ đưa đến cái quả báo gì quý vị biết không? Bệnh hoạn, bệnh tật và chết yểu. Còn Phật dạy ăn chay đi quý vị, giới sát đừng sát sanh, và thường làm việc phóng sanh thì được thêm tuổi thọ phước lành gia tăng. Đừng vì chỉ một miếng ăn nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta. Chúng sinh là mẹ là cha đó, từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm đó quý vị ơi. Tại sao nói từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm? Tâm mở trải, tâm từ bi không giết hại chúng sanh. Ta có biết không, chúng sanh là ai vậy? Là cha, là mẹ, là thân bằng thủ túc của chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp, thai thân, đổi kiếp, sinh tử, luân hồi, ta không nhận ra nhau. Cho nên ngày nay ta làm tổn hại bất kỳ một chúng sanh nào, đó là tổn hại cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, mà mở trải lòng từ bi không giết hại chúng sanh, đó là hiếu tâm, hiếu hạnh của người con đối với đa sanh phụ mẫu đó quý vị ơi. Do đó kính khuyên quý Phật tử hãy giữ cái giới không tổn hại sinh mạng của chúng sinh, dù là người hay là vật, ai cũng tham sống sợ chết. Mà ngày hôm nay ta vì lòng từ bi, mình cũng sợ gươm đau, mình cũng thích sống còn, thì hãy lấy lòng mình suy lòng người, không tự ta giết và không xúi bảo ai đó giết hại chúng sanh, được không quý vị? Có cô Phật tử, cổ cũng thọ Bồ Tát giới rồi, cái cổ ăn chay trường 20 năm, ngày đám giỗ của ba chồng của cổ, cổ mới nói với đứa con dâu như thế này: con ơi con, má ăn chay niệm Phật, má thọ giới Bồ Tát, cho nên má giữ giới, má không thể nào giết hại chúng sanh. Ngày mai là đám giỗ ông nội chồng của con, tức là ba chồng của má. Vậy thì gia đình dòng họ không ai ăn chay hết, mà cúng chay là người ta nói này nói nọ chịu không nổi, ta thị phi nhiều quá chịu không nổi, cho nên phải làm thịt gà. Má có mua mấy con gà nhốt nó lại sao rồi. Vậy thì má giữ giới, má không sát sanh, con làm ơn con cắt cổ mấy con gà đó giùm má được không quý vị? Mình không giết mà mình xúi người ta giết thì mình là chủ phạm. Cái người nghe lời mình giết gọi là tòng phạm, chủ phạm và tòng phạm đó. Rồi bây giờ có cô Phật tử nữa, cô đi thọ Bát Quan Trai, ngày đó là tu hạnh xuất gia một ngày một đêm nha. Thế chiều cô đi về, nhà cổ phải đi ngang qua một cánh đồng bạc ngàn, cái cổ thấy cái bà hàng xóm đặt lợp bắt được một con cá lóc kìa nè, cái cổ đi ngang cái vỗ vai người ta, cổ nói chúc mừng bà nghe, chiều nay có cháu cá lóc ăn rồi, được không quý Phật tử? Mình không có giết hại chúng sanh, mình cũng không có xúi bảo ai giết, nhưng mà mình lại vui theo chúc mừng, có nghĩa là vui theo với cái việc sát sanh của người ta, nó cũng tổn hại lòng từ bi. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy như sau: người tổn hại sinh mạng của chúng sanh, tự tay mình giết, dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết, hoặc phát khởi cái tâm hoan hỷ tùy hỷ vui theo với cái việc giết hại đó, đó là một việc làm đoạn mất hạt giống từ bi quý vị ơi. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, những người con Phật, đạo Phật là đạo từ bi, đạo của tình thương, đạo cứu khổ ban vui. Chúng ta hãy mở trải tấm lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh, dù là người hay là vật, đừng làm tổn hại bất kỳ một chúng sinh nào, mà chúng ta còn phóng sinh cứu vật sẽ mang đến cho quý vị phước báo, sức khỏe và tuổi thọ. Con xin kể câu chuyện sau đây. Có một vị cư sĩ đến nhà của người bạn chơi,
5 năm rồi đó mới gặp lại nhau. Cho nên hai ông vừa gặp nhau, cái thằng Quyên tâm sự vui mừng mới nói 5 năm rồi bạn bè chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Bữa nay tôi phải đãi một tiệc, anh phải ăn cơm nhà tôi và để tôi bảo bà vợ của tôi làm một cái bữa ăn thật là thịnh soạn để đãi khách. Cái ông mới gọi bà ơi, bà đi ra sau nhà ngay cái chuồng gà của mình đó, bà lựa con gà mái dầu nào mập nhất, to nhất, làm thịt để hôm nay đãi bạn của tôi. Vừa nghe xong cái vị cư sĩ này không có ăn chay trường, ăn chay kỳ tháng 10 ngày, mà ngày đó cũng không phải là ngày tương ngày chay. Nhưng mà nghe nói là bắt con gà mái dầu làm thịt để đãi mình, tuy không phải ăn chay trường, ăn một tháng chỉ có 10 ngày, nhưng vị cư sĩ này biết tôn trọng mạng sống của chúng sinh và ăn theo ba cách: thấy giết không ăn, nghe giết không ăn, nghi giết không ăn, gọi là tam tịnh nhục. Ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh. Thịt đó không phải người, không thấy người ta giết cho mình ăn, không nghe tiếng kêu của con vật đó khi bị giết, và cũng không nghi ngờ người ta giết cho mình ăn, thì ba loại thịt đó tạm gọi là thanh tịnh được dùng. Cho nên vị cư sĩ này nghe ông bạn kêu bà vợ bắt con gà mái dầu để làm thịt đãi mình, cái ông nói thôi anh đừng làm thịt nghe, tôi ăn chay trường rồi, tôi không ăn thịt chúng sanh. Nó ủa vậy sao anh nay ăn chay trường rồi hả? Đúng rồi, tôi ăn chay trường mấy năm rồi, mà không có ăn chay trường mà nói dốc là ăn chay trường để cứu mạng con vật. Cái ông bạn ông mới nói thôi bà ơi, thôi khỏi đi bà, thôi bà ra sau giường bà coi rau cải gì cũng thôi, ra chợ mua chút đồ chay về nấu chung cho ăn. Chứ bữa nay bạn tôi ăn chay trường rồi mà bây giờ làm mâm chay mâm mặn kỳ quá, thôi mình làm đồ chay ăn chung luôn đi. Rồi không có giết con gà đó. Sau khi ăn một cái bữa cơm chay ở nhà người bạn tâm sự xong rồi, tới chiều về cái ông mua vé ông đi qua đò. Mà khi mua vé để qua đò về tới nhà của ông phải mất 2 tiếng đồng hồ ngồi trên đò. Mua vé xong rồi ổng bước lên đò, ổng ngồi rồi đang chờ đò tắt bến quý vị ơi, thì bỗng dưng có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi đối diện trên đò và nhìn ông ta mà nói như thế này: bà con cô bác ơi, trời Phật thánh thần gì mà nó cũng gạt được, nó không ăn chay trường mà nó dám nói nó ăn chay trường đó bà con cô bác ơi. Một người xa lạ không biết gì về mình mà tự nhiên nói trúng phốc, nó không ăn chay trường mà nó dám nói dốc, nói láo, nó ăn chay trường, nói trúng vào cái tâm bệnh của mình, làm cho vị cư sĩ này cảm thấy nhọc nhạt quá đi. Cái ông nhìn vậy nè, không biết nói ai mà sao cứ liếc mình mà nói vậy, mà sao trúng vào cái của mình nữa. Cái ông ta cứ ngồi liếc qua liếc lại mà không phải nói một lần, nói 2-3 lần: bà con cô bác ơi, trời Phật thánh thần gì, nó cũng bất kính luôn, nó nói dốc, nói láo, nói xạo, nó không ăn chay trường mà nó dám nói là nó ăn chay trường đó bà con cô bác. Cái thấy ông này nhìn nó làm gì nhìn, biết tôi nói ai không, tôi nói ông đó, quá chừng nói dốc, nói láo, nói xạo gì mà trời Phật gì cũng không kiêng luôn, không ăn chay trường mà dám nói ăn chay trường. Cái ông này cũng nghe nói, ông nói chàng ơi lãng nhắc vậy đó, tự nhiên mà mình cứu con vật mình nói dốc nói láo thiệt, nhưng mà mình để cứu vật mà sao không biết mà ông nói. Rồi ông làm, ông la sùm ở trên đò làm cho mọi người nhìn mình như vậy mà còn chỉ thẳng tôi nói ông đó, thấy phiền quá đi. Cái ông nói thôi thôi, ngồi 2 tiếng đồng hồ trên đò mà ngồi đối diện với ông này mà ông làm kiểu này mình bể mặt chết luôn, tại vì ông già rồi, muốn nói gì cũng nói thôi kệ đi. Cái ông lận, cái ông tránh mặt, ông đi lên bờ, cái ông bỏ vé, ông nói thôi không đi chung với ông này phiền quá. Ông lên bờ xong cái đò tách bến, ông chờ cái chuyến đò sau ông đi. Vậy mà chuyến đò đó đi được giữa dòng và bị đắm chìm tàu, những người trên chuyến đò đó hầu như là chết sạch hết. Nhưng mà vị cư sĩ này thoát khỏi nạn đắm chìm đò do đâu? Cũng là một câu nói, nó không ăn chay trường mà nói nó dốc, nói láo, nó nói nó ăn chay trường. Vì cứu mạng chúng sanh nói dốc, nói láo như vậy, nhưng mà tăng trưởng được phước báo, tránh được tai nạn đắm chìm đò đó quý vị ơi. Ông về xong ông ăn chay trường luôn.
giờ không nói dốc nói láo nữa mà ăn chay trường thật sự luôn quý vị ơi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ăn chay đi quý vị, và đừng sát sanh hại vật, thường phóng sanh cứu vật, sẽ mang đến cho chúng ta phước báo, sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Sống an lành, chết an lành luôn đó quý vị ơi. Hãy giữ gìn cái giới thứ nhất, không làm tổn hại chúng sanh, thường phóng sanh cứu vật, được không quý vị? Từ đây cho đến trọn đời, chúng ta giữ gìn cái giới thứ hai, không gian tham, không trộm cắp tài sản của người, mà chúng ta còn đem tiền của tài sản mình tạo ra bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng để biết phát tâm bố thí và cúng dường, sẽ mang đến cho quý vị phước báo giàu sang. Và Đức Phật dạy, nếu chúng ta giữ gìn cái giới thứ hai, không gian tham trộm cắp, thường bố thí cúng dường, thì cái phước báo của chúng ta đó, có phước có phần, không có cần gì lo. Có phước có đức, mặc sức mà hưởng đời sống hàng ngày, nhờ cái phước đó làm đâu thành công đó, nghe quý vị, sẽ giúp cho chúng ta sống an lành và chết cũng an lành luôn quý vị ơi. Sống ở đâu cũng sống tốt đời đẹp đạo, sống mở trải tấm lòng, không gì tham đắm tiền của tài sản mà bất chấp thủ đoạn, không gì đồng tiền mà khiến cho nó xỏ mũi mình, nó dẫn dắt mình làm những điều sai trái tội lỗi, mà chúng ta biết tạo ra đồng tiền một cách hợp pháp hợp lý và biết sử dụng đồng tiền một cách đúng với ý nghĩa, được không quý vị? Nếu được như thế, quý Phật tử sống an lành, chết an lành. Từ đây cho đến trọn đời, ta giữ gìn cái giới thứ ba, không gian dâm ngoại tình, Phật cho người cư sĩ lập gia đình, nhưng với chế độ một vợ một chồng. Nam thanh nữ tú lớn lên phải được sự cho phép đồng thuận của cha mẹ hai bên. Cha mẹ hai bên chưa đồng ý mà họ quan hệ với nhau, gọi là tà dâm. Mình biết người ta đã có gia đình, có vợ hoặc có chồng rồi, mà mình làm kẻ thứ ba chen vào quan hệ bất chánh, gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình, và gian díu với người vợ hay chồng của người ta, thì cái đó gọi là tà dâm quý vị ơi. Mà chúng ta với chế độ một vợ một chồng sống chung thủy, không thay lòng đổi dạ, chứ đừng mới đầu tiên thề rằng nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung, không được bao lâu rồi thì chúng ta lại sanh tâm vụng trộm, quan hệ bất chánh với người khác, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình và còn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Điều đó gọi là tội lỗi quý vị ơi. Chúng ta là một người con Phật, sống đời đạo đức, tôn trọng hạnh phúc gia đình người và giữ tiết hạnh của chính mình, không gian díu quan hệ với người khác ngoài vợ hay chồng của mình, được không quý vị? Và quý Phật tử đây còn biết phát tâm tu tập bát quan trai giới, giữ cái hạnh thanh tịnh dù chỉ một ngày một đêm, không quan hệ nam nữ, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, giữ hạnh thanh tịnh thôi bằng 100 năm tu phước ở thế gian và 60 ức kiếp không rơi vào ác đạo. Đó là kinh công đức xuất gia Đức Phật dạy như thế. Một người giữ giới hạnh thanh tịnh một ngày một đêm bằng 100 năm tu phước ở thế gian và 60 ức kiếp không rơi vào ác đạo. Cho nên quý Phật tử hãy phát tâm tu bát quan trai một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mà công đức không thể nghĩ lường nha quý vị. Sẽ mang đến cho chúng ta điều gì? Đó là một thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm. Quý vị có biết vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi sanh ra đời là Đông Cung Thái Tử Sĩ Đạt Ta, Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình? Đó là do công đức nghiêm trì tịnh giới mà ra. Xin khuyên quý Phật tử hãy giữ giới hạnh thanh tịnh để mang đến cho mình một đời sống an vui hạnh phúc, và nương nơi công đức nghiêm trì tịnh giới đó, chúng ta hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, để Ngài thân hoại mạng chung, con được dịnh vào chính phẩm sen vàng, bước chân lên giải thoát, được không quý vị? Từ đây cho đến trọn đời, ta giữ gìn cái giới thứ tư, không nói dối, nói lời chân thật, nghe quý vị.
không nói những lời ác rủa xả mắng giết người, mà nói những lời từ ái yêu thương, không thề cai rủa độc, không nói những lời đâm thọc, lời nào này nói chuyện người kia, không nói những chuyện thị phi đâm thọc, mà nói những lời để xây dựng tình đoàn kết hòa hợp, không nói những lời nói theo dệt theo qua dệt gấm nắng nót để lợi dụng người ta, mà chúng ta nói những lời mang giá trị lợi ích thiết thực, sẽ mang đến cho quý vị phước báo, được mọi người tin tưởng tôn trọng vì lời nói thật, tạo được niềm tin và sự tôn trọng của nhiều người. Cho nên chúng ta hãy giữ gìn cái giới thứ tư, không nói dối, nói lời chân thật, để đem đến cái phước báo là mọi người tin tưởng tôn trọng cung kính chúng ta, và nương vào một đời sống chân thật đó mà chúng ta ở chỗ nào hương thơm đức hạnh cũng lan tỏa nơi đó, được không quý vị? Từ đây cho đến trọn đời, ta nguyện giữ gìn cái giới thứ năm, không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích gây say, gây nghiện, mà chúng ta còn biết văn tư tu, có nghĩa là nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, tu tập chánh pháp. Đó là ba phương cách để phát triển trí tuệ. Rượu là cái nhân ngu si, chúng ta ngày nay không uống rượu là đoạn cái nhân ngu si, và rượu cũng là cái duyên để tạo nên những điều tội lỗi sai trái khác. Khi chúng ta uống rượu vào, mất bình tĩnh, không làm chủ chính mình, có thể tạo tác những điều sai trái lỗi lầm. Cho nên chúng ta không uống rượu để đoạn cái nhân ngu si và đoạn cái duyên gây tạo những lỗi lầm sai trái khác. Và chúng ta còn biết đến chùa học Phật, nghe pháp, tu tập theo chánh pháp, sẽ mang đến cho quý vị phước báo thông minh và trí tuệ. Hôm nay quý Phật tử chỉ cần gìn giữ đầy đủ năm giới trọn vẹn không khuyết phạm, sẽ mang đến cho chúng ta năm điều phước báo, năm điều hạnh phúc. Giữ cái giới thứ nhất, không giết hại chúng sanh, thường phóng sanh cứu vật, sẽ mang đến phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Giữ cái giới thứ hai, không gian tham trộm cắp, phát tâm bố thí cúng dường, sẽ mang đến cho chúng ta phước báo giàu sang. Giữ cái giới thứ ba, không gian dâm ngoại tình, giữ hạnh thanh tịnh, sẽ mang đến phước báo thân tướng đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc. Giữ cái giới thứ tư, không nói dối, nói lời chân thật, sẽ mang đến cho ta phước báo được mọi người tin tưởng tôn trọng. Giữ cái giới thứ năm, không uống rượu mà còn biết nghe học chánh pháp, tu tập đúng chánh pháp, sẽ mang đến cho quý vị phước báo thông minh trí tuệ. Năm điều phước báo đó sẽ đem lại một đời sống an lành trong hiện tại cho chúng ta. Và nương nơi cái nhân hạnh giữ gìn năm giới thôi mà chúng ta biết rõ rằng chúng ta sẽ không mất thân người đời sau. Nhưng không phải nghiêm trì tịnh giới để mong cầu phước báo đời sau, làm người được phước báo thù thắng, mà chúng ta nghiêm trì giữ gìn năm giới, đem công đức trì giới đó hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu một đời này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, để thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu ở cảnh giới Tây Phương cực lạc, được không quý vị? Vì vậy mà Đức Phật dạy phải đầy đủ giới hạnh là pháp thứ hai để giúp cho chúng ta sống an lành, chết an lành. Pháp thứ ba là đầy đủ phước báo. Đầy đủ phước báo có nghĩa là gì? Phật khuyên chúng ta hãy phát tâm xả thí tu phước, là xả thí, bố thí và cúng dường để tạo phước đi quý vị ơi. Của tiền vốn chẳng bền lâu, phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị ơi. Tiền tài vật chất nó thuộc về năm nhà, nó đâu có bền chắc đâu. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác. Lấy cái giả đó đổi cái thật đi quý vị. Đừng vì cái giả đó mà lo toan, mà hãy vì cái thật kia mà lo tính cho mình trước đi. Nhắm mắt xuôi tay của trần, ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng. Ta đâu có ngu dại gì mà vì cái giả đó để tạo tác những điều sai trái tội lỗi, rồi chúng ta phải chịu cái quả báo khổ đau. Cho nên chúng ta biết mượn cái giả đổi cái thật. Có câu nói này xin kính tặng quý Phật tử. Ông cha ta ngày xưa đã dạy con cháu của mình
tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Tiền tài giống như là bụi đất, và nhân nghĩa tợ ngàn vàng. Vậy thì chúng ta đừng vì tiền tài vật chất đó mà làm mất đi cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, được không quý vị? Ông cha ta ngày xưa, các bậc cổ thánh tiên hiền bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đừng vì đồng tiền mà bán rẻ nhân nghĩa đạo đức. Bởi vì đạo đức là cái giá trị muôn đời vô giá, không phải đổi bằng tiền bằng bạc được đâu quý vị. Bây giờ quý Phật tử vẫn còn nghe tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân, phải không? Nhưng ông Mạnh Thường Quân đâu phải người Việt Nam, ông ta là người Trung Quốc đó quý Phật tử ơi, người Tàu. Ngày xưa ông Mạnh Thường Quân ruộng đất của ông cò bay thẳng cánh luôn, nhà ông giàu lắm, ông cho dai. Rồi có lần đó, nguyên nhân mà cái tiếng tâm của ông Mạnh Thường Quân mà lưu truyền đến ngày nay là có lần đó ông mới sai người đầy tớ trong nhà ông đi đến đất Tiết để đòi nợ. Người đầy tớ tên gọi là Phùng Hoang mới nói với ông như sau: ông chủ ơi, khi tôi đi đến đó đòi nợ xong rồi, ông chủ có muốn tôi mua cái gì mang về không? Mạnh Thường Quân trả lời cái kiểu chẳng nè nha, thấy nhà tôi có thiếu gì cứ mua về không có sao đâu. Cái ông Phùng Hoang đi đến đất Tiết gọi những người mắc nợ của Mạnh Thường Quân á, nói: các vị ơi, ông chủ ông cho hết số nợ này rồi, từ đây đến tới các vị không cần phải trả. Và chứng minh cho các vị đó là đem giấy nợ ra đốt tại chỗ, từ đây sắp tới khỏi trả nợ, ráng nỗ lực phấn đấu để làm ăn, để cho cuộc sống của mình mỗi ngày một tiến bộ tiến triển hơn, mỗi ngày khá giả hơn, đời sống của mình tốt đẹp hơn, đừng để cho mình phải mắc nợ mắc nần hoài. Ông cho số nợ kỳ này thì các vị ráng lo làm ăn nha. Ôi, người ta gửi lời cảm ơn biết bao nhiêu luôn, người ta cảm kích biết bao nhiêu luôn, đốt giấy nợ rồi từ đây sắp tới khỏi trả nữa. Cái ông Phùng Quang đi về, Mạnh Thường Quân hỏi tiền đòi nợ đâu. Phùng Quang trả lời rằng: khi tôi đi tôi hỏi ông chủ có cần mua gì mang về không? Ông chủ nói với tôi là thấy nhà ông chủ thiếu gì cứ mua đó mang về. Tôi thấy nhà ông chủ về phần vật chất không thiếu thứ gì, mà chỉ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời. Cho nên tôi đã vì ông chủ bỏ tiền ra mua cái nhân nghĩa đạo đức đó, xé giấy nợ, đốt giấy nợ hết rồi, và bảo với các vị đó, ông chủ cho hết số nợ khỏi trả nữa. Họ gửi lời cảm ơn ông chủ. Nghe xong rồi cái Mạnh Thường Quân cười nha, cười mà cười gượng gạo, bởi vì mắc kẹt lời nói. Ông nói ông bỏ tiền ra mua cái nhân nghĩa đạo đức, mà lúc đó Mạnh Thường Quân chưa biết nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao đâu quý vị. Một thời gian sau thì Mạnh Thường Quân bị ông vua bắt phạt đài ra biên ải. Bởi vì nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần, cho nên ông vua ông bắt Mạnh Thường Quân ông đài đi ra biên giới. Mạnh Thường Quân trong lòng xót xa uất ức vô cùng, nhưng mà khi lưu lạc đến nơi đất Tiết đây, người dân họ đổ xô nhau ra, họ mừng á, họ mừng mà họ cung kính, họ đón tiếp nồng hậu. Lúc đó mình đã bị xa cơ thất thế, bị mọi người ruồng bỏ, bị mọi người không ai ngó ngàng đến, mà đi đến đây người dân họ đối xử với mình như vậy, cảm kích không quý vị? Mạnh Thường Quân cảm kích xúc động lắm quý vị ơi. Và lúc này nói một câu như sau: khi xưa Phùng Hoang đã vì ta bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức, nhưng ta chưa biết cái ý nghĩa nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao, bây giờ thì ta mới biết. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, phải không quý vị? Đến bây giờ, từ thời của ông Mạnh Thường Quân cho đến bây giờ gần ngàn năm rồi, vậy mà bia miệng vẫn còn trơ trơ, miệng đời người ta vẫn còn đem cái tên tuổi Mạnh Thường Quân ra để nói. Quý vị biết không, sau cái trận mà bị nhà vua đài ải và đi đến đây được người dân đối xử tốt đẹp, trợ duyên cho mình như vậy, sau này ông Mạnh Thường Quân ông khôi phục lại, ông làm ăn khá giả, tiền tài ông có được bao nhiêu ông đem bố thí sạch hết,
Cho nên đến bây giờ tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân vẫn lưu truyền ngàn năm ở giữa thế gian đối với vị ơi. Do đó con kính khuyên quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta nghe được lời Phật dạy trong bài Kinh Tăng Chi Bộ này, để sống an lành, chết an lành, hãy tạo cho mình có đầy đủ phước báo đi quý vị ơi. Có phước có phận cần gì lo đâu, có phước có đức mặc sức mà hưởng đó quý vị. Và quý vị nên biết phước là một loại tài sản bất hoại. Cho nên có một hôm, một vị trời ở cõi trời Đao Lợi đi đến tịnh xá Kỳ Hoàng hỏi Đức Phật: trên thế gian này có một loại tài sản nào bất hoại, không bị lửa thiêu, không bị nước trôi, không bị giặc cướp, không bị con phá tán, không bị du quan tịch thu, có loại tài sản nào bất hoại hay không? Phật trả lời: có. Phước nước không thể cuốn trôi, phước lửa không thể thiêu, phước giặc không thể cướp, phước con không thể phá, phước không có du quan nào tịch thu. Phước là một loại tài sản bất hoại, hãy tu phước thật nhiều, được không quý vị? Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu đó quý vị. Ngày nay chúng ta phát tâm xả thí, có nghĩa là đem tài vật, đem cái gì mình có thể cho được, cho đi quý vị, tặng đi quý vị, chia sẻ đi quý vị. Khi gặp những hoàn cảnh họ khó khăn, chúng ta đem tiền tài vật chất hay là đem cả một tấm lòng của mình gửi trao tặng để xoa dịu nỗi khổ đau của chúng sanh bằng tấm lòng từ bi, cái phước đó lớn lắm quý vị ơi. Bản thân của chúng ta hãy biết tiết kiệm cái phước báo đó, xài phước, xài ít một chút. Bởi vì tiền mà mình gửi trong ngân hàng mà mình rút ra mình xài hoài thì cái tiền trong tài khoản đó nó bị cạn kiệt quý vị. Chúng ta xài ít một chút, nhưng mà tu phước, tạo phước, tích phước thì thật nhiều. Đừng để ngân hàng phước báo của chúng ta bị cạn kiệt, mà hãy để dành cái phước báo đó để làm gì? Tạo phước, tu phước thật là nhiều, để dành cái phước báo đó để trả nợ cho quan gia trái chủ, để đối đầu với nghiệp sanh tử. Nhờ có cái phước nghiệp mà nó chuyển được tội nghiệp và ác nghiệp, để giờ phút cuối cùng chúng ta ra đi một cách an lành đó quý vị ơi. Người có phước giờ phút cuối cùng đi rất là an ổn luôn quý vị. Hãy tu phước, tạo phước, tích phước thật là nhiều, mà xài phước thì tiết kiệm một chút nha quý vị. Người xưa thì hiểu được cái đạo lý này, bản thân mình tạo phước thì nhiều lắm nhưng mà xài phước rất là ít. Còn bây giờ mình không hiểu được cái đạo lý đó, cho nên bản thân mình xài phước thì nhiều mà tu phước thì chẳng được bao nhiêu. Do đó mà cái ngân hàng phước báo của chúng ta dù nhiều cỡ nào, phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô thôi quý vị ơi. Kính khuyên quý Phật tử hãy tu phước, tạo phước, làm phước thiệt thật là nhiều. Mà hai chữ đầy đủ phước báo ở đây, làm như thế nào mới gọi là đầy đủ? Bằng cả cái tâm của mình mới gọi đầy đủ quý vị ơi. Chứ không phải chỉ nương vào vật chất mà gọi là đầy đủ đâu. Nếu mà quý vị đã từng nghe câu nói của ông bà dạy chúng ta đó, cái của cho không bằng cái cách cho, phải không quý vị? Cho bằng một cái tâm, cho bằng cái tâm thương yêu, bằng cái sự chân thành, bằng cái sự cung kính, cái phước đó lớn lắm quý vị. Còn nếu mà chúng ta cũng đồng thời đem cho mà cái tâm của mình khinh khi người ta, còn cái tâm phân biệt, còn cái tâm khinh khi, còn cái tâm chú trọng vào lời khen, có cái tiếng khen mà không phải là vì tấm lòng yêu thương thật sự, thì cái phước cũng có, nhưng cái phước đó không đầy đủ. Mà cái phước đầy đủ là cái phước đó chú trọng vào nơi cái tâm chí thành, chí kính, khi chúng ta thực hiện tất cả những công đức phước lành bằng cái tâm từ bi yêu thương mới được gọi là đầy đủ phước báo quý vị ơi. Hãy thực hành theo đây được không quý Phật tử? Và nếu làm được như vậy, có phước rồi, quý vị sống an lành lắm, chết cũng an lành lắm. Rồi cái điều thứ tư, pháp thứ tư mà chúng ta cần phải thành tựu trong bài Kinh Tăng Chi Bộ này, Phật dạy phải đầy đủ trí tuệ.
Quý vị biết không, trí tuệ chỉ đạo tất cả mọi việc. Cho nên ở trong giảng đường nào cũng vậy, có một cái hàng chữ để duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ là sự nghiệp. Ở thế gian tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị, họ lấy đó làm sự nghiệp của họ. Nhưng đối với người tu phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thế nào gọi là trí tuệ? Hiểu biết được các pháp thế gian gọi là trí. Nhưng mà vừa hiểu được thế gian pháp, vừa hiểu được pháp xuất thế gian thì đó gọi là tuệ. Hay nói một cách khác, trí tuệ là sự giác ngộ, thấy hiểu một cách đúng đắn, thấy hiểu rõ về nhân, về quả, thấy hiểu rõ về chân tướng vô thường, vô ngã, huyển hóa, không thật của các pháp phổ vi, đó gọi là trí tuệ, quý vị ơi. Vậy thì quý Phật tử thấy mình có trí tuệ không? Có không quý vị? Người có trí tuệ giống như có được con mắt sáng, mà trong đạo Phật thì gọi là kiến đạo, thấy đường đi, kiến đạo, hay còn gọi là ngộ đạo. Quý Phật tử phải có trí tuệ để sáng suốt nhìn thấy rõ mọi sự vật ở trước mắt chúng ta. Chúng ta thấy rõ được cái bản chất vô thường, vô ngã của nó. Cho nên con thường nói như thế này đối với bản thân mình, và thường chia sẻ với quý Phật tử để quý vị quán niệm bằng con mắt trí tuệ, giác ngộ nha quý vị. Trần thế này chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Có đúng vậy không quý vị? Và trần gian giả tạm có chi ham, cái thân này còn không thật có, là sự dai mượn của các duyên đất nước gió lửa. Khi chúng ta còn dai, còn mượn các duyên ở bên ngoài, hơi thở còn ra vô, nhịp tim còn lên xuống, còn đi tới đi lui, thì chúng ta gọi là sống. Nhưng chúng ta có biết chăng mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi, nó mong manh, nó chỉ gắn liền với một làn hơi thôi quý vị ơi. Đừng nói là một tấc thì nó quá dài. Có những người thở đâu tới một tấc đâu quý vị, thở ra và hít vào chỉ là một làn hơi ngắn ngủi, mà tiếp nối giữa hai bờ sinh và tử. Vậy mà có những lúc chúng ta bất giác vô minh, không có trí tuệ nhìn thấu rõ điều đó, hơn thua tranh đua đem cái làn hơi này mà cứ cãi giả hơn thua tranh chấp, có lợi ích gì đâu quý vị. Ai hơn thua cứ để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc, được không quý vị? Còn ai đúng ai sai mặc kệ người, phận mình ta lo giữ phận mình thôi. Nếu ta cứ nhìn thấy lỗi soi bối lỗi lầm của kẻ khác, ấy thế là ta đã lỗi rồi. Người có trí tuệ nên biết, trên ta kính, dưới ta nhường, nhẫn điều khó nhẫn, đó là phương tu hành. Hằng ngày ta làm các việc lành, đem điều tốt đẹp để tác thành cho tha nhân. Ngồi yên ta xét lại bản thân, mở lời thì chớ có vạch trần lỗi ai. Từ sáng đến tối mỗi ngày, đem câu Phật hiệu nhớ hoài trong tâm. A-di-đà Phật thậm thâm, dầu tu cho mấy cũng phải diệt mầm tự cao. Việc nhà mình biết rõ trước sau, nhưng mà việc nhà người chớ dính vào mà làm chi. Quy tắc tu học tường tri, một đời nhất định thoát ly ta bà. Đó là lời dạy của ấn tổ đã đề ra, chúng con phát nguyện thiết tha vân hành, được không quý vị? Hãy chân thật tu hành, nương vào quy tắc Ấn Quang Đại Sư tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ngài dạy. Người có trí tuệ nhìn thấu rõ nhân quả, người đó trên ta kính, dưới ta nhường, bất luận người ta đối xử với mình như thế nào, nhẫn điều khó nhẫn, đó là phương tu hành, phương pháp tu hành. Phải nhẫn được những điều mà thế gian khó nhẫn, phải làm được những điều mà thế gian này khó làm, quý vị ơi. Hằng ngày ta làm các việc lành và đem những điều tốt đẹp để tác thành cho tha nhân. Người ta gieo rắc tai ương hoạn họa đến với mình, ta hại mình, nhưng mà chúng ta vẫn chơi đẹp lại với họ nha. Ta chơi xấu mình chơi đẹp lại.
Cái người ta nói sao mấy bà mấy ông đi chùa riết ngu quá vậy, sao người ta chơi xấu mình mà mình vẫn chơi tốt chơi đẹp lại. Người ta nói mình ngu, mà mình có ngu không quý Phật tử? Chúng ta ngu mà ta biết nhân ta gieo như thế nào, quả quả ta gặt hái tương ưng như vậy, thì đó, ta đâu gì cái xấu cái dở của ai đó để rồi ta cũng bắt chước giống như họ làm những điều xấu dở sai trái. Ta gieo trồng cái nhân nào ta gặt hái quả báo đó mà. Cho nên mặc cho ai đối xử với ta như thế nào, chơi xấu chúng ta chơi đẹp lại. Không phải ngu mà đó là trí tuệ đó quý vị ơi. Và con kể một câu chuyện vui này đến với quý Phật tử ha. Ở một cái lớp học nọ, có cái em này, em học sinh này nó 12-13 tuổi. Mà 12-13 tuổi là hình như nó học lớp 7 rồi. Vậy mà sao mà giờ chơi, giờ ra chơi đó, các em học sinh bạn bè của nó xúm lại và nói giống như là tát nước vậy. Ê cái thằng ngu, ê cái thằng ngốc, mày ngu mày ngốc, cha mẹ mày sanh ra mày uổng lắm, mày ngu đần, nói vậy đó. Cái thầy giáo chủ nhiệm mới nói các em, tại sao các em lại sỉ vả bạn mình đến như vậy? Em, các em phải đến xin lỗi bạn liền, tại sao nói bạn mình ngu ngốc, ngu đần như vậy? Cái đám học sinh nó rồ lên, nó nói thầy ơi cái thằng này nó ngu kinh khủng lắm thầy. Thầy không tin, thầy đố nó coi. Tụi em ngày nào cũng đố, đâm hỏi nó học lớp 7 rồi đó. Vậy mà nó không biết cái nào lớn nào nhỏ, không biết cái nào nhiều nào ít. Tụi em đố nó 100 lần cũng như trăm. Bây giờ thầy đem thử hai tờ giấy bạc ra, thầy đố nó. Thầy nói thầy cho nó một tờ thử coi, nó chọn cho thầy coi. Cái ông thầy mới làm thử, lấy hai tờ giấy, một tờ 20.000 và một tờ 500.000 là màu xanh hết nha. Đem ra cái nói thầy cho em một tờ đó, em chọn tờ nào? Nó chọn 20.000, nó không có chọn 500.000. Thầy nói tại sao mà trong hai tờ giấy màu xanh đó mà em không lấy tờ giấy 500.000? Là em có biết cái nào lớn, nào nhỏ, nào nhiều, nào ít không? Nó chỉ ngay cái tờ giấy xanh 500.000 là lớn, là nhiều. Cái thầy mới nói nếu em biết nó là lớn là nhiều, sao em không chọn mà em chọn cái nhỏ nhất để cho bạn nó nói em ngu vậy? Thì em học sinh này nó mỉm cười và nó trả lời, thầy ơi, nếu em chọn cái lớn bạn nó đâu có đố em đâu, nó đâu có thèm đố em nữa. Vì vậy mà ngày nào em cũng chọn lấy cái nhỏ, cho nên ngày nào bạn nó cũng đem đến nó đố em có tiền ăn kem hoài à thầy ơi. Cái ông thầy ông nghe xong cái ông quay lại ông nói ai ngu biết liền. Phải không các vị? Mấy đứa học sinh này nó nói cái em này ngu, không có biết phân biệt nào lớn nào nhỏ. Nhưng người ta biết rõ cái nào lớn nào nhỏ, nào nhiều nào ít đó. Nhưng mà người ta còn biết thêm cái đạo lý vậy nè. Nếu mà mình chọn cái lớn đâu ai đố mình khôn vậy, ai đố cá mình đâu. Nhưng mà mình chấp nhận người ta nói mình ngu, mình có tiền ăn kem hoài. Thì quý Phật tử ơi, con cũng muốn gửi gắm cho quý Phật tử điều này. Có khi chúng ta làm những điều chịu thua chịu thiệt, nhường cho người sự tốt đẹp, nhẫn nhịn nhường người, đem lại những sự tốt đẹp, trong khi đó người ta làm những điều sai trái tội lỗi gây hại cho mình, vậy mà mình cũng chơi đẹp lại. Người ta nói mình tu ngu, nhưng thật sự mình có ngu không? Nếu em bé này chịu một tiếng ngu để có tiền ăn kem, thì chúng ta cũng chịu một tiếng ngu để có tiền công đức về Tây Phương, được không quý vị? Và kính trao tặng quý Phật tử một lời như sau: người tu giống thật một kẻ ngu, có tai như điếc, có mắt như mù, hằng ngày có miệng mà thường im lặng, chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi. Phải không các vị? Có tai như điếc, có mắt như mù, hằng ngày có miệng mà thường im lặng, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh cho mình bình an đó quý vị ơi. Vậy thì người có trí tuệ là người nhìn thấu hiểu rõ về nhân về quả. Người nhìn thấu về nhân duyên nhân quả, nhìn thấu rõ được sự vô thường vô ngã của các pháp hữu vi. Cho nên không hơn thua, không tranh đua để làm gì đó quý vị. Đời giả tạm mà, ở trăm năm trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân huyễn giả có nào bền lâu. Hoặc là một nắm mồ khâu,
chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về, quý vị ơi. Hôm nay chúng ta có đủ duyên nghe học Phật Pháp, nhìn cho thấu, thấy cho rõ đi quý vị ơi. Cuộc đời này có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu. Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, phải không quý vị? Rồi sao nữa? Sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời rồi tiếp tục luân hồi trở lại. Mà nói bắt dần đó nha, cho quý vị nghe mà quý vị vui rồi ngẫm nghĩ cái đạo lý này. Sinh ra mở đầu trong cuộc đời của chúng ta đó, kéo màn trên sân khấu đó nha, kéo màn ra là chúng ta có màn, có phải là chúng ta khóc, cất lên tiếng khóc chào đời, phải không quý vị? Khóc như tiếng khóc của chúng ta thường gọi là tu qua. Để nói điều gì vậy? Chỉ có tu mới vượt qua thôi. Mà mình không chịu tu hay là khổ a, có nghĩa là khổ quá à, khổ quá à. Đứa bé nào đó cũng khổ a, khổ a, khổ a, khổ quá à, khổ quá à. Mà không chịu tu thì sao mà vượt qua cái khổ được đâu. Rồi cái lớn lên chút xíu thì chạy từ đầu trên đến sấm dưới, đi búng dây thun, đi nhảy cò cò, đi sơn móng giò, sơn móng tay, rồi lai rai giữa đầu đường, xó chợ, rồi kết nợ quan gia, rồi làm mẹ, rồi làm cha, rồi làm ông, rồi làm bà, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, rồi lết vô cái hòm. Có đúng vậy không các vị? Một đời người vậy đó, giá trị ở chỗ nào? Sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ, sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Nếu sống một ngày mà quý vị có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ giới hạnh, có đầy đủ phước báo, có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, có niềm tin, có giới hạnh, có phước đức và có trí tuệ, thì sống một ngày vẫn có giá trị hơn, đúng không quý vị? Vậy thì với bốn pháp mà Đức Phật dạy cho các vị trưởng giả ở thành Xá Vệ qua lời cầu thỉnh, mà đại diện trưởng giả cấp cô độc bạch trình lên Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người cư sĩ tại gia, sống giữa cõi đời trần tục, còn phải cơm áo gạo tiền, còn phải gia đình quyến thuộc, làm thế nào để chúng con sống an lành chết an lành? Đức Phật dạy: hãy đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ phước đức và đầy đủ trí tuệ thì sống an lành, chết an lành. Được không quý vị? Hãy thực hành bốn pháp này. Đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo, đầy đủ lòng tin đối với đạo lý nhân quả để tự làm chủ cuộc đời mình. Trong lúc gieo nhân hãy dè dặt, phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả, chính mình là người gặt hái, hãy dừng lại những nghiệp nhân sai trái. Mọi hoàn cảnh ta không làm những điều bất thiện, và dầu khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành, gieo cái nhân tốt lành. Được không quý vị? Để sống an lành, chết an lành. Rồi biết Phật tử giữ gìn năm giới, đầy đủ giới hạnh thôi thì sống an lành, chết an lành, ngày an lành, đêm cũng an lành. Và sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn quý vị sẽ sanh về một cảnh giới an lành nữa quý vị ơi. Hãy giữ gìn năm giới nha quý vị. Rồi hãy đầy đủ phước đức, tức là tu phước. Phước là một loại tài sản quý báu. Khi thân hoại mạng chung, tiền của vật chất, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, tiền bạc ta bỏ lại ráo, nhưng chúng ta chỉ mang theo phước nghiệp và tội nghiệp. Cho nên quý Phật tử hãy tu phước, tạo phước thật nhiều, vì đó là gia tài của ta, đó là người bạn đồng hành của ta, và đó là món quà mà chúng ta mang theo sau khi thân hoại mạng chung. Nhờ cái phước báo đó mà giúp cho chúng ta sanh về một cảnh giới an lành thù thắng đó quý vị ơi. Nhưng con cũng xin quý Phật tử gieo tạo cái phước, không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà đem cái phước nghiệp đó hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, biến cái phước hữu lậu thành cái phước vô lậu. Được không quý Phật tử? Hướng về đạo Bồ Đề,
ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nải chiếm quyền thừa, duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Hãy phát tâm bồ đề, không mong cầu phước báo cõi người cõi trời, nhẫn đến quả vị thinh văn duyên giác bồ tát tam thừa. Thánh quả ta cũng không mong cầu, mà chỉ hướng đến Phật quả, cầu vô thượng bồ đề, cầu giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ. Hãy đem phước báo tu tạo thiệt là nhiều, hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ đi quý vị ơi. Và cũng kính khuyên quý Phật tử, nhờ tiếp cận tam bảo, nghe học chánh pháp, tư duy hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy và tu tập theo đây để phát triển trí tuệ, có được cái trí tuệ giác ngộ nhìn thấu hiểu rõ, và cũng có được cái trí tuệ để đạt đến sự giải thoát niết bàn. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, trí tuệ giống như chiếc búa bén sẽ đốn ngã tất cả những cỏ cây phiền não, trí tuệ giống như chiếc bè báo sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát biển sinh tử luân hồi, trí tuệ giống như là một vị lương y có khả năng điều trị được căn bệnh phiền não khổ đau của chúng sanh. Cho nên chúng ta phải tu phước và tu huệ, được không quý Phật tử? Phước huệ song tu. Và con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử tính tâm được kiên cố, giới hạnh được trang nghiêm, hiện tiền hạnh phúc bình yên, các tường như ý, bát nhã thánh trí chống được viên thành, giữ ba nghiệp tịnh thanh, tu trai niệm Phật, phát lòng chân thật, quyết chí vãng sanh, bảo sở lạc thành là nơi quy túc. Thành tâm nguyện chúc đạo tràng linh phước luôn nghiêm túc, kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm, chan hòa ánh đạo. Kính chúc cho quý Phật tử đây, gia đình con hiền cháu thảo, trên thuận dưới hòa, thân quyến gần xa, nhà nhà lợi lạc. Nguyện cầu cho chư hương linh đang phiêu bạc chưa rõ lối về, thính pháp văn kinh phát khởi niềm tin quay đầu hướng thiện, khổ cảnh tan biến cực lạc sinh về, thoát khỏi đường mê đồng quy bến giác, người còn kẻ thác lợi ích vô biên, pháp giới nhân thiên đồng phát bồ đề tâm, đồng niệm Phật danh, đồng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.